Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nhá. Ngày hôm nay thì em lại đưa cái bản mặt của em lên để đi giới thiệu đất các bác nhá. Hôm nay thì em giới thiệu cho cô bác và anh chị một lô đất rất là rẻ luôn, mà có rất là nhiều bác hỏi. Vì những cái lô đất em đăng á là đa số là dành cho những người mà tài chính ít hay là không đủ tài chính các bác. Đấy, thì cái lô đằng sau em này là lô của chị Quỳnh, mà hồi em có đăng lên á là chị mua cái giá là 220 triệu mà được gần 2.000 m² các bác. Đấy, thì em đăng lên á rất là nhiều bác hỏi luôn, ở đây còn lô nào không, rồi khu vực này còn đám nào không. Đó, thì hồi đấy thì họ không bà có bán nữa. Thì bữa nay, từ hồi đấy cho tới bây giờ là em cần me được cái lô này. Đây, lô bên cạnh luôn, lô bên cạnh cà phê rất là đẹp các bác. Thì hôm nay em mới chạy vào đây để em quay lại cho các bác xem về cái đám đất này. Thì nó cũng diện tích tương tự và giá nó cũng khá là rẻ, và cũng có bám suối các nhá. Đó, bám suối chảy quanh năm luôn. Cái lô đất của chị Quỳnh đây này là hồi em đăng là rất là nhiều bác hỏi, tại vì tài chính những các bác mà rất là ít, nên là muốn kiếm được cái lô đất trên này mà lại có suối nữa thì rất là hiếm có các bác. Đó, thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác xem cái mảnh đất này nhá. Thì các bác cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like để ủng hộ em nhá. Và em cảm ơn các bác. Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nhá. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục đi vào trong này để mà quay cho các bác xem một cái đám đất các bác. Các bác nào mà tài chính nhỏ xíu thì có thể lấy được cái đám này. Rất là đẹp luôn, mà có suối chảy quanh năm. Đấy, đang mùa khô nha. Hôm qua lại được trận mưa nữa các bác. Mà cái nước chảy như thế này là rất là tuyệt vời. Không hết nước được. Như cái đám của chị Quỳnh ở quận 6 này, hồi đó là em có đăng lên, các bác cũng đã xem rồi đó. Thì nó có diện tích là gần 2.000 m². Đây, đây là cái máy nổ em đã quay này. Đấy, rồi những cái bếp này. Đó, là cái đám của chị Quỳnh này. Hồi đấy là bán là 250, thương lượng xuống là 220 triệu cái đám này các bác này. Thì cạnh đây luôn, giáp vách luôn. Là hồi đó em hỏi cái đám này là họ có bán không, thì họ không có bán các bác nhá. Thì bữa nay là họ cần tiền rồi, là họ bán cái đám này luôn. Đó, giáp vách với cái lô của chị Quỳnh. Và nữa là theo một dòng suối luôn. Rất là tuyệt vời nha các bác. Đó, bên đất của mình là toàn bộ cà phê, như các bác thấy là đã ghép này. Rất là xanh tốt luôn, rất là đẹp nha. Lô đất này thì nó cũng diện tích tương tự như cái lô của chị Quỳnh luôn, gần 2.000 m² nha các bác. Đó, thì đây là bờ ranh bờ cõi này. Đây, đây đất của mình là giáp ranh với bên này, là đi qua một cái mương này nha. Bên này còn người ta, còn bên này của mình này. Cái đất của mình là tới đây các nhá. Cái chỗ này là mình có chừa ra 2 mét đường là của hộ dân các bác. 2 mét của đường đi vào hộ dân, là trong này là có 3 hộ dân nhá. Đấy, trong này bị 3 hộ dân. Một hộ dân đây đi qua bên cà phê bên kia của hộ dân nữa. Rồi trên đồi là còn một hộ dân nữa. Toàn bộ là đi chung một cái con đường 2 mét này thôi các bác. Đấy, 2 mét. Rồi bên vách này là của chị Quỳnh, quận 6 này. Đó, hướng mặt ra kia. Còn đất của mình đây, ngang chỗ này thì của mình được khoảng 22 đến 25 mét nha. Đó, đổ sâu, đổ lên trên mặt đường luôn. Thì đâu đó nó tầm khoảng 80 mét các bác. 80 mét, tại vì đất của mình là gần 2.000 mét vuông các bác nhá. Đó, đây là toàn bộ cái diện tích đất này. Rất là đẹp, với cái dải cà phê người ta ghép này. Rất là xanh tốt luôn. Như cái đám cà phê này thì các bác có thể thu hoạch vào cuối năm thì đâu đó cũng được khoảng chục triệu các bác. Chục triệu cuối năm này. Đấy, cà phê này. Cà phê này thì đi bót thôi. Đất bằng phẳng luôn, bằng trang luôn. Đó, thì khu này vực này nó là thuộc xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Chung là bây giờ kiếm được cái lô này là không dễ dàng nha các bác. Đấy, để mà người ta mà muốn bán á cũng phải
cần tiền người ta mới bán, chứ người ta cũng chẳng muốn bán đâu. Đây, đây là ranh giới với cái đám đất là nô 3.000 m² em đã bán này. Đó, ranh giới đây. Bên cà phê này của người ta, bên cà phê ghép lùn này của mình này. Đó, cái mương này là hàng ranh. Cái lô này á, thì người ta đang đưa ra cái giá là chỉ có 260 triệu cho toàn bộ lô đất này nhá. Gần 2.000 m². Cà phê giá trị rất là đẹp luôn. Đó, gốc cao mà ghép toàn cả tốt thôi. Như các bác thấy cái lá này, xanh đen luôn. Rất là tuyệt vời nhá. Đó, toàn bộ khu vực chỗ này nhá là đi vào trong một cái con đường mới ủi. Thì khu vực chỗ này hết toàn bộ này, 1, 2, 3, 4, 7 hộ dân nhá. 7 hộ dân nằm ở trong này hết. Đây là toàn bộ cái suối đây. Các bác thấy cái suối này, đang mùa khô mà chảy thế này rất là tuyệt vời các bác. Đó, chảy vòng quanh đất luôn. Đấy, một đường giữa vườn với một đường bên hông. Đây, em đi theo cái con suối cho bác xem. Đây, đi vào trong này. Đấy. Đây, suối đây. Cái này bên hông này mình có thể vớt cỏ ra các bác. Vớt cỏ để cho cái suối của mình mở rộng ra nhá. Đấy, các bác nào thích suối thì mua nô này để dành cũng được. Nô này làm được sổ các bác nhá. Nô này thì chưa có sổ nhưng mà làm được sổ. Em nhận làm sổ cho các bác luôn. Đó, nó rơi vào tầm khoảng 60 triệu thôi. Đó, suối chảy quanh năm. Đấy, mùa khô mà không bao giờ cạn các bác. Chưa thấy cạn nữa. Đó, mà nước suối tuyệt vời luôn. Đó, đây em sẽ chạy lên trên đường cho các bác xem này. Từ đây mà ra tới trung tâm thì nó mất tầm khoảng 1,5 cây thôi các bác. 1,5 km, ô tô vào tận nơi nha. Ô tô vào thoải mái. Đây, đường mới cào ra đây. Thì cái đất của mình là nó từ đây nhá. Đấy, từ đây. Đó, qua bên kia đâu đó tầm khoảng là hơn 20 m các bác. Đó, đằng sau là view cũng rất là thoáng, view của cái những cánh đồi các bác, đồi rừng đó. Đó, chung quanh đây thì dân cư nằm trong này. Mà nữa là đấy, khu vực trong này thì chưa có sổ đâu các bác. Chưa ai có sổ hết mà người ta xây nhà rồi người ta ở bình thường. Các bác muốn ở, muốn xây nhà nhá, mình xây thoải mái thôi. Như xây một nửa rồi mình ốp gỗ lên thì tuyệt vời luôn. Một cái gian nhà nhỏ xinh các bác. Ở đây thì nghỉ dưỡng tuyệt vời. Đó, thì ở đây thì khí hậu tuyệt vời luôn các bác. Đó, xe máy, xe ô tô và thoải mái nhá. Đấy, cái đất của mình này nó dài tới đây này. Đây, tới đây nhá. Tới đây thôi. Ở đây là mình có đường 2 m nhá. Con đường 2 m. Đó, từ đây chạy qua bên kia là cái đất của mình là hơn 20 m cái mặt đường này. Đó, tức là cái đất của mình là có hai mặt đường luôn. Một mặt đường chính, một mặt đường phụ. Tại vì trong này còn 3 hộ dân nữa là đi chung một cái con đường 2 m này. Thì từ cái gốc cà phê của mình đây, chạy qua bên cây cà ri của chị Quỳnh bên này là 2 m này. Đó, đất mình hai mặt đường nhá. Các bác mua về thì có thể rào lại. Mua bán là có bên ký giáp ranh. Ký giáp ranh đằng sau nữa. Và nữa là trưởng thôn ký xác nhận cho mình luôn. Đó. Đây. Khu vực bên này thì có cái mạch nước ngầm các bác. Đấy. Như là đâu có một cái lượng nước này. Đây, cái đám của chị Quỳnh thì bên này. Đấy, bếp đây. Đó, đây là cái con đường lên trục đường chính các bác nhá. Đấy. Đây, trục đường chính nó mới cào ra đây. Mới được cào ra, ô tô xuống thoải mái nhá. Đấy, thì trong này, vào trong một cái con đường này là 7 hộ dân trong này. Đây, một hộ dân ở đây nhá, là 8 sào này. Đấy, 8 sào này họ cũng bán là đang bán cái giá là 950 triệu nhá. 8 sào. Đó, còn bên của chị Quỳnh đây. Còn bên em rao bán kia, còn bên
khách địa phương mua kia. Đó, ba sao là khách địa phương mua nha các bác. Đó, còn 3 hộ dân ở trong này nữa. 7 hộ dân tất cả là đi vào chung một cái con đường này hết. Đó. Ở đây thì cực kỳ mát mẻ luôn các bác. Đó. Rất là tuyệt vời. Và đất của mình là có suối nữa. Em quay xuống quen từ cái suối cho các bác cùng xem. Suối thì chảy quanh năm luôn. Suối chảy từ trong rừng ra các bác, không phải là chảy từ đầu chợ này rồi chợ kia, rất là bẩn các bác. Đấy, chảy từ trong rừng chảy ra. Đấy, trong những cánh đồi này. Các bác nào tài chính nhỏ nhỏ mà mua được cái đám này là để dành cũng được nữa, hoặc là mua để ở cũng được. Đấy, nay thì em quay lên cho các bác xem thấy nhá. Đấy, các bác nào muốn hỏi cái đám đất xung quanh đây á thì còn mỗi cái đám này thôi là em thấy là đẹp nhất. Đấy, suối đây. Đấy, suối của chị bên chị Quỳnh này. Còn suối của bên mình đây. Từ cái cầu này. Đó. Rất là tuyệt vời quá nhá. Đó, ở đây là mình có hai con đường 2 mét nhá. Đường 2 mét. Đó. Chạy thẳng vào ba hộ dân trong này. Đó, thì các bác quan tâm liên hệ qua chị em nhá. Đất của mình là thuộc xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích là gần 2.000 m2, giá bán chỉ có 260 triệu cho toàn bộ lô đất này. Cà phê thì các bác thấy rất là tốt nha. Đó, rất là xanh tốt luôn. Cà phê rất là đẹp các bác. Đó, như ghép cây to chắc khỏe này kia. Đấy, các bác nào mà thích nghỉ ngơi dựng nhà lên thì một cái ô vuông này thôi cũng được. Rồi mình canh tác vườn rược các bác. Diện tích nhỏ như thế này mà có suối là cũng không dễ dàng mà kiếm được. Về cái lô này và giá này nhá. Đấy, các bác nào có dư tài chính nữa thì em đứng ra em làm sổ cho các bác luôn. Đường xá thì ô tô vào tận nơi, mà cách đường bê tông nhá, của mình thì cách khoảng 800-900 m, mà cách trung tâm của xã Phúc Thọ nó chỉ có 1.5 cây thôi. Như các bác muốn mua gì hàng quán thì đầy đường luôn. Đó, rất là dễ dàng. Đó. Rồi các bác quan tâm liên hệ qua cho em nha. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.